chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn lịch phát sóng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 289 và 290. Tập 289 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh truyền hình TV7 ngày Chủ nhật nhằm ngày 16/7/2017, và tập 290 sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 vào ngày thứ hai nhằm ngày 17/7/2017. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Liệu các cặp đôi có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Hãy theo dõi chương trình để biết nhé mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Hãy nhấn nút like, comment và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.